cha ta đã gửi lại, gửi lại trong ta những âm thanh nghe sao hào hùng, như tiếng lòng, như tiếng nước non của con người từ thua hồng
tiến bước lên đời chẳng dư việc. Luôn luôn bầu trời khí tiên long tỏa muôn ngàn hương. Ôi Việt Nam còn đó những vết son một thời cắn qua, cho nó sông liền một dãy đàn con chung một mái nhà. Hiến vinh lạc hậu đời sau muôn vàn ghi nhớ, nước Nam ngoan cường vượt qua sóng gió phong ba, vẫn luôn một lòng giảng danh sơn hà cầm võ. Dặm trường lớp cháu con về đây tụ cùng dòng lạc hồng khắp năm châu đồng chung một chí. Bao năm xa rời vẫn mãi khắc ghi lời non sông, yêu thương nhau và đoàn kết Việt Nam chung dòng tiên dùng. Thiên vinh lạc hồng đời sâu vạn ghi nhớ, nước Nam ngoan cường vượt qua sóng gió phong ba, vẫn luôn một lòng giảng danh sơn hà cầm võ. Thiên thư đã đi hào quang sáng rỡ Việt Nam. Đoàn người tiến bước lên đời chẳng sư viện, luôn luôn bầu trời khí tiên long tỏa muôn ngàn hương. Ôi Việt Nam còn đó những vết son một thời cắn qua, cho nó sông liền một dãy đàn con chung một mái nhà. Hiến vinh lạc hậu đời sau muôn vàn ghi nhớ, sơn hà cầm võ. Thiên thư đã đi hào quang sáng rỡ Việt Nam. Từ ngàn dặm trường lớp cháu con về đây tụ cùng dòng lạc hồng khắp năm châu đồng chung một chí. Bao năm xa rời vẫn mãi khắc ghi lời nhân lòng sông, yêu thương nhau và đoàn kết Việt Nam chung dòng tiên dòng. Thiên vinh lạc hậu đời sau muôn vàn ghi nhớ, nước Nam ngoan cường vượt qua sóng gió phong ba, vẫn luôn một lòng giảng danh sơn hà cầm võ. Của chương trình, bản hòa ca xứ Mường vang lên những thanh âm của thiên nhiên, của núi rừng hòa bình, hòa giữa tiếng chiêng trong các lễ hội dân gian, thể hiện tinh thần của những người khai mở, dựng xây và không ngừng làm đẹp cho những vùng đất. Trong tâm thức của người Mường nơi đây, lễ hội khai hạ mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho mùa màng tươi tốt, đồng thời thể hiện lòng tôn kính từ các vị thần linh và tưởng nhớ tới những người đã lập đất, lập Mường. Và đây cũng là nét đẹp truyền thống ngàn đời uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, âm nhạc dân gian bình dị mà tuyệt đẹp, đậm chất miền quê bao đời, gắn liền với câu nói: nhất bi
nhì vang, tam thàng, tứ động. Hãy cùng đắm mình trong một lễ hội trên đất Mường hòa bình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mời quý vị cùng đến với phần tái hiện lễ hội Khai Hạ. Anh tiền thôi nhà này ôi, tàn thôn na tha tùng đi làm bùa làm ma thôi. Thank you.
Trăm dặm núi, vạn dặm cây, sông suối mát lành, đại ngàn đang rộn rã reo vui bản trường ca bất diệt, nơi giao thoa tinh khí đất trời. Vùng đất này còn sở hữu những viên ngọc quý làm say đắm lòng người, một Mai Châu hùng vĩ mà dịu êm, một Thung Nai được ví như vịnh Hạ Long trên núi, rồi hai Động Đá Bạc, suối nước nóng kim bôi như bãi tắm tuyệt đẹp bên hồ sông Đà, đỉnh Phù Bua bốn mùa mây bao phủ. Và đặc biệt không thể không kể đến bốn mường Bi, Vang, Thàng, Động với nhiều di chỉ khảo cổ, di tích văn hóa. Tinh hoa văn hóa Mường và các dân tộc anh em tại Hòa Bình đã dệt nên bức tranh đa sắc màu, căng tràn sức sống. Nâng niu giá trị lịch sử, gìn giữ và phát huy tinh hoa văn hóa truyền thống, cùng những thanh âm hôm nay, Hòa Bình mở rộng vòng tay chào đón bạn bè bốn phương và du khách quốc tế đến với vùng đất bốn mường đang đẹp lên từng ngày. Thank you.
sông núi anh em hòa bình. Hoa bình đất cổ kính, cha ông bao đời gìn giữ một vùng địa linh. Nhìn vùng Thái Tây giao kinh, sóng xuất cầu nào ngừa chưa chưa bao tình. Nhảy sang đêm trang này rồi thì thêm các MC chị hàng là suốt điện ta ta lên lên trên tháp cờ bên chờ xe phải thu ngay. Như là đôi chim bay sải cánh, non nước thả hồn và tung bay. Bản sao núi dương qua từng thanh âm, nét đẹp vẽ lên qua từng cảnh vật. Truyền thống giữ gìn với lòng thanh tâm, hòa bình đặt chân lòng hương vân. Mười nắng đã nắng khôn khôn, ở trên trời xuống đây trời. Thời cơ vang tiếng chiêng tiếng cồn cồn. Vì cần diễu không vong, mười nắng xuống ăn bát mô đô đô. Mười nắng về ăn bát mô thơm thơm, cây đất Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng lễ công bố và đón nhận bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội khai hà dân tộc Mường Hòa Bình và tri thức lịch tre của người Mường với chủ đề Hòa Bình Thanh Âm xứ Mường xin được khép lại tại đây. Thân mật tỉnh Hòa Bình xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành bạn, quý vị đại biểu khách quý và các khán giả cả nước đã theo dõi chương trình. Xin cảm ơn tập đoàn Sun Group đã đồng hành cùng chương trình này. Hy vọng những thanh âm xứ Mường sẽ còn vang mãi trong lòng mỗi người con Hòa Bình và bên bạn cả nước. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn các nghệ sĩ, các ca sĩ, diễn viên, các nghệ nhân và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã góp phần vào thành công của chương trình ngày hôm nay. Xin được kính chúc quý vị sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thật nhiều thành công. Thay cho lời kết, hãy cùng chúng tôi hòa mình vào những thành âm và sắc màu sôi động với màn pháo hoa từ quảng trường Hòa Bình.
đăng ký kênh Người Em Gần TV2 trên điện thoại di động của mình. Các bạn vào ứng dụng YouTube, trên mục tìm kiếm của YouTube các bạn gõ chữ Người Em Gần TV2. Tiếp đến các bạn bấm vào mục tìm kiếm ở cuối trang. Và đây là kênh Người Mường TV2 xuất hiện. Trước khi đăng ký, các bạn có thể xem một số video ở bên dưới. Và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Mường TV2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý với các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường thường kênh Người Mường TV2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail. Cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.